Trại bò Tư Chiến kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 23 tháng 4 năm 2022. Bò cơ bắp về trại gồm có bò bê, khóc kem, hai bò cơ bắp còn cột lúc cái đào để đăng tải riêng quý khách để xem được lại. Mời chú anh chị các tỉnh gần xa dự tính gần bò đến trại xem cùng tham khảo. Xin phép chuộng bò có xe nhà giao tận nơi quý khách. Hai bò đến lúc cái đào là bò ba bê cơ bắp 6 múi. Bò bê cơ bắp 6 múi này thì so với bò bê thường thì tốc độ mình nuôi dỗ béo lên thịt rất là nhanh. So với bò bê thường nó cái vai rất là hở, sân lưng rộng, lưng nách và bè đây, trên cái bản đùi nó cộm di cơ lên nó khuyết vô trong cái bản đùi đó, mấy những làn cơ nổi cộm trên cái bản đùi nó lên cục cục ra, sân lưng rất là rộng. Bò cơ bắp 6 múi, anh chị có nuôi chỗ bắt bò bổ béo thì liên hệ số điện thoại trên mình có đăng lên màn hình 0395168767, 0395168767. Địa chỉ của trại là lộ DT19 gần quỹ ban xã Nhận Phú Tân nơi tỉnh Bến Tre. Quý khách có thời gian đến với trại xem, còn quý khách không có điều kiện thời gian đến với trại thì quý khách gọi nhá đến số điện thoại là 0395168767 thì mình báo giá là công khai từng con một để khách xem biết. Bò bê cơ bắp này giá cũng mềm. Còn trong trại mình giờ là chỉ bò bê phát kem cái lô bên kia. Thì sáng mình có đăng lên thì 4 con bò chỉ có giá là 19.500.000. 4 con bò Pháp mỗi con là 19.500.000. Còn hai con bò này cơ bắp này thì nó cao tiền hơn chút. Bò này thì chiều cao của bò là 1m1, tháng tuổi của bò là 6 tháng rưỡi. Đây hai quả cơ bắp sáng rưỡi đấu lên mình nói tròn là sáng rưỡi bò này cũng cứng bò đây, mấy bò này theo đâm gì đâm ghim sẽ giảm được hết cứng cứng bò hết. Hai chân trước hai chân sau, sân lưng bản đùi bò hình thẳng băng, sân lưng rất rộng, ghim vai nó hở 4 tấc, chiều cao của bò 1m1, sân lưng con nặng nói rộng chứ lắm rộng. Bản đùi cũng luôn, nhưng vai cực hở, hai càng dây đưa ra hết thân, rồi nó dài,